Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Như thường lệ, chương trình Cơ thể bạn nói gì lại có cơ hội được gặp gỡ quý vị và các bạn. Và quý vị các bạn cũng có cơ hội để lắng nghe chia sẻ của khách mời của chương trình về những vấn đề trong cuộc sống liên quan đến sức khỏe, đến những bệnh mà chúng ta hay gặp. Thưa quý vị, và chủ đề ngày hôm nay đó là vai trò của công nghệ siêu vi nano Nhật trong điều trị viêm gan. Thưa quý vị và các bạn, theo một nghiên cứu thì tại Việt Nam, những bệnh về gan là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Và những người bệnh gan liên quan đến viêm gan virus B hay C là những căn nguyên hàng đầu gây xơ gan hay ung thư gan. Tuy nhiên, nếu như chúng ta mà phát hiện sớm và chúng ta có hướng điều trị hợp lý và đúng cách thì người bệnh có thể sống khỏe và sống lâu hơn rất nhiều. Và có thể nói là một trong những cái cách mà mọi người hay lựa chọn để điều trị đó chính là sử dụng những thảo dược từ thiên nhiên với những cái vị thuốc vô cùng quý. Có điều là vấn đề đặt ra đó là nếu chúng ta mà cứ sử dụng thảo dược theo kinh nghiệm dân gian chẳng hạn, truyền miệng chẳng hạn, thiếu tính khoa học, thiếu tính chính xác thì có thể là hiệu quả không đạt đến như chúng ta mong muốn. Nhưng thật may mắn khi mà các nhà khoa học đã kết hợp giữa các loại thảo dược thiên nhiên quý giá với công nghệ siêu vi nano hiện đại của Nhật để có thể mở ra những cơ hội rất là tốt cho những bệnh nhân bị viêm gan. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này, sẽ cùng tìm hiểu vai trò ưu việt của công nghệ này. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các khách mời của chương trình hôm nay: thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư tiến sĩ Trần Quốc Bình, nguyên giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin chào MC Thảo Vân, khách mời và các quý vị khán giả. Và một vị khách mời nữa chúng tôi xin được giới thiệu cũng là một khán giả đang rất quan tâm tới chủ đề của chương trình hôm nay, đó là bạn Trần Bảo Sơn. Xin chào MC Thảo Vân, xin chào bác sĩ Bình và xin chào các quý vị khán giả. Và thưa quý vị, như thường lệ thì trước khi chúng ta đi vào từ câu chuyện cụ thể, chúng tôi xin được mời quý vị cũng như các khách mời chương trình chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau đây. Viêm gan là tình trạng các tế bào bị tổn thương và viêm nhiễm trong mô gan. Bệnh diễn biến âm thầm và chỉ khi trở nặng mới có những triệu chứng rõ ràng khiến người bệnh khó chủ động điều trị và có thể biến chứng thành ung thư gan hay xơ gan. Theo các chuyên gia, có 5 loại virus gây viêm gan là A, B, C, D và E. Mỗi loại có tính chất và khả năng gây bệnh khác nhau, do đó các triệu chứng và phương pháp điều trị của viêm gan rất đa dạng. Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của y khoa, bên cạnh phác đồ điều trị của các bác sĩ thì người bệnh viêm gan còn có những phương pháp hỗ trợ điều trị bằng sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên với công nghệ siêu vi nano Nhật Bản hiện đại. Điều này không chỉ rút ngắn thời gian điều trị mà còn mang lại hiệu quả cao và an toàn. Sau khi theo dõi phóng sự vừa rồi thì chắc là quý vị khán giả cũng như là bạn Sơn cũng biết rõ được hơn về những khái niệm liên quan đến cái bệnh gan ạ. Phần đầu tiên của chương trình chúng tôi xin được dành thời gian cho bạn Sơn. Bạn có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình hoặc là những bày tỏ những băn khoăn thắc mắc của mình với bác sĩ của chương trình. Tôi hiện tại 35 tuổi, hiện đang làm công việc kinh doanh. Cách đây một vài tháng thì tôi cảm thấy cơ thể không được khỏe, biểu hiện thêm một triệu chứng nữa là da bị sạm vàng. Tôi có đến bệnh viện để đi khám và bác sĩ đã chẩn đoán là tôi bị mắc bệnh viêm gan. Điều này khiến tôi và gia đình cảm thấy rất là lo lắng. Qua chương trình, tôi xin hỏi bác sĩ là những nguyên nhân nào dẫn đến bệnh viêm gan và những đối tượng nào sẽ có những yếu tố cao nhất bị mắc bệnh viêm gan? Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau và mỗi một nhóm nguyên nhân thì gây ra bệnh viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, viêm gan E, viêm gan D khác nhau. Viêm gan A và E lây theo đường ăn uống tránh những thức ăn ôi thiêu hoặc là những thức ăn không sạch. Hai loại viêm gan này thì rất hay gây viêm gan cấp tính, gây vàng da và gây đau nhức hạ sườn phải, rồi các chỉ số tế bào gan bị hoại tử và men gan tăng rất cao. Viêm gan B và viêm gan C thì lây theo đường máu, ví dụ như là từ cái rất nhỏ, những cái cạo râu chung, hoặc là qua mẹ truyền cho con, qua giao thai, rồi qua con đường tình dục hoặc tiêm truyền. Thì đấy là những nguyên nhân mà chúng ta hay gặp theo cái con đường tiếp cận của các cái virus siêu vi viêm gan. Ngoài ra thì còn rất nhiều yếu tố khác như là rượu bia. Ngoài các viêm gan A, B, C, D, E ra thì còn có viêm gan tự miễn, thì nó còn yếu tố di truyền. Và đấy là những nguyên nhân mà có thể dẫn đến từ những người bị mắc bệnh viêm gan mà lây qua chúng ta, qua con đường ăn uống hoặc con đường truyền máu hoặc con đường máu, để chúng ta phòng tránh cho tốt hơn. Rất nhiều đối tượng hay bị viêm gan nhất. Một là những đối tượng mà chúng ta tiếp xúc
với những môi trường không sạch trong ăn uống. Yếu tố nguy cơ khác như là tiêm truyền, ví dụ hiến máu rồi truyền máu, rồi các cái đối tượng mà HIV, AIDS hay tiêm chích. Ngoài ra thì còn mẹ bị viêm gan B, C có thể truyền cho con. Đấy là những yếu tố mà nguy cơ cao gây bệnh viêm gan. Ngoài yếu tố lây nhiễm kia thì còn yếu tố mà hay dùng rượu bia và cả ăn những cái thức ăn nhiều dầu mỡ nữa, nó làm cho gan nhiễm mỡ, từ gan nhiễm mỡ nó có thể chuyển sang viêm gan, nó nặng lên. Thưa bác sĩ, nhiều thống kê cho thấy là phải có đến 90% những người bị viêm gan đấy ạ, người ta không biết được cái tình trạng bệnh của mình. Vậy thì bác sĩ có thể nói về những cái dấu hiệu sớm để cảnh báo những người bệnh viêm gan không ạ? Bệnh viêm gan nói chung là đa số là tiến triển rất âm thầm, lặng lẽ. Người ta có thể nói đây là kẻ giết người thầm lặng. Chỉ có viêm gan A và viêm gan E, mắt vàng, da vàng, đi tiểu vàng, rồi mệt mỏi ăn kém, rồi có thể đau tức hạ sườn phải. Đấy là những triệu chứng rầm rộ của viêm gan cấp. Thế còn những cái viêm gan B, C thì ngay cả giai đoạn cấp của viêm gan B, C, E cũng là rất thầm lặng. Người ta chỉ thấy mệt mỏi và ăn kém một chút, để đến lúc mà xuất hiện vàng da, vàng mắt, rồi đi tiểu vàng, rồi đau hạ sườn phải, nó nặng lên rồi. Thế hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta có đến 15 triệu bệnh nhân viêm gan B, tỷ lệ rất cao, mà trong đó phải đến 80% là không có triệu chứng. Cho nên tại sao mà chúng tôi trong ngành y tế chúng tôi khuyến cáo tất cả mọi người dân chúng ta là nên kiểm tra sức khỏe 3 tháng đến 6 tháng một lần, thì chúng ta phát hiện sớm được virus viêm gan có mặt trong cơ thể chúng ta chẳng, thì chúng ta có biện pháp kịp thời. Thưa bác sĩ, khi mà bị viêm gan mà không được điều trị kịp thời và đúng cách, nó có thể gây ra những biến chứng gì ạ? Trong các cái loại viêm gan thì có viêm gan cấp và viêm gan mãn tính. Thì thường loại virus siêu vi A và E thì thường là gây viêm gan cấp. Sau đó tự cơ thể điều trị và tự cơ thể cũng có kháng thể và dần dần tự khỏi. Ít khi chuyển sang viêm gan mãn. Như viêm gan B, C và D thì có thể từ viêm gan cấp chuyển sang viêm gan mãn tính. Dưới 6 tháng thì là viêm gan cấp, thì còn trên 6 tháng là viêm gan mãn tính. Hậu quả của các cái chứng viêm gan mãn tính lâu dài âm ỉ như thế này thì nó hay gặp nhất là cái xơ gan, tiến triển đến xơ gan và ung thư gan. Thưa bác sĩ, sau khi khám và bị phát hiện mình bị mắc bệnh viêm gan A, thì bên cạnh việc sử dụng phương pháp Tây y do các bác sĩ chỉ định, thì tôi có tìm hiểu thêm một vài phương pháp nữa là phương pháp y học cổ truyền với các loại thảo dược thiên nhiên. Phương pháp này có thể sử dụng lâu dài và rất an toàn. Thưa bác sĩ, tôi có thể sử dụng phương pháp y học cổ truyền không? Và phương pháp này có những ưu và nhược điểm gì? Viêm gan A thì là viêm gan lây theo đường ăn uống, cho nên anh phải rất chú ý. Thường gây viêm gan cấp. Viêm gan cấp thì tiến triển có vẻ rầm rộ, có thể là đau hạ sườn phải, rồi vàng da vàng mắt, rồi sốt, rồi mệt mỏi. Thế thì nó thường tiến triển rầm rộ trong một thời gian 1-2 tuần. Nhưng mà nếu được điều trị kịp thời thì sẽ đẩy lùi được cái viêm gan cấp này và cơ thể tự sinh ra kháng thể để kháng lại virus A này. Thế còn dùng các cái thuốc thảo dược có được không á, thì cũng hoàn toàn được. Thế trong y học cổ truyền thì có rất nhiều cái thảo dược đều có tác dụng đối với bệnh về gan. Ví dụ nó tác dụng thanh nhiệt giải độc, tác dụng bổ gan, tác dụng có thể là ức chế cái sự sinh sản của virus. Những cái thảo dược mà chưa được nghiên cứu khoa học, chưa được định lượng, định tính và định lượng, cái nhược điểm của nó là hiệu quả cũng không được bao nhiêu, không đạt được cái hiệu quả mong muốn như là những cái sản phẩm y học cổ truyền mà được nghiên cứu đầy đủ, được chiết xuất các hoạt chất bằng phương pháp hiện đại thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Là chúng ta dùng thô, dùng sắc uống, rồi dùng thu hái một cách rất là cổ truyền thôi, thì cái hiệu quả và cái hoạt chất nó vào trong người để điều trị bệnh gan thì cũng được ít thôi. Chúng ta đã tìm hiểu nguyên nhân và chúng ta cũng tìm hiểu là nếu như chúng ta mà để bệnh mà kéo dài mà không được điều trị kịp thời đúng cách thì nó có thể gây ra những hậu quả như nào. Và trước khi đi vào phương pháp thì chúng tôi xin mời quý vị cũng như các vị khách mời chúng ta cùng theo dõi tình huống sau đây. Tháng sau trời mưa không dứt.
Nhưng tháng sau này em chẳng thấy mưa đâu. Ôi dồi ôi, ngàng 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 như cua. Như cái hồi mà trẻ trâu ấy, cái chồng tre ấy. Anh vui ơi là vui. Còn cái anh đẹp trai á, cao to nhất lớp nhá, lại học giỏi nhá. Ôi dồi ôi, không riêng gì chị đâu nhá, mà cả cái đám con gái ở lớp ý, cả trường luôn mê tít 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 cả mắt luôn. Nhìn cái mặt chị kìa. Em nói thật chị biết nhá, cái mặt chị vừa rồi mà kể về đến chuyện dai mới thời trẻ trâu sao cứ mắt ánh lên. Cứ làm như là mỗi mình chị nhớ, em không nhớ. Này chị có nhớ anh Hấn còn nhà bà Há không? Đây đây đây, ông đấy đây. Ôi ơi, công nhận là cái vụ này anh ấy đẹp dai thật. Nhưng mà nhá, vừa rồi ấy, cả trường nhá, tổ chức nhá, họp lớp nhá. Rồi ôi, cái hình ảnh xưa cũ của anh ấy đâu mất rồi. Ôi dồi ôi, em có biết nào không? Làm sao? Ôi, da vàng ếch nhá. Bị làm sao? Bị viêm gan A. Chị nói chuyện bệnh tật em ấy nhớ nhá. Ừ. Ông chồng nhà em ấy suốt ngày bia với rượu. Ở đấy, đấy. Vừa rồi đi khám em nói chị biết. Bác sĩ nói bảo viêm gan giai đoạn đầu rồi. Ôi dồi ôi, giờ hay lắm rồi. Y học cổ truyền bây giờ có một bài thuốc rất tay. Nhớ rồi ôi, đây này, thảo dược nhá, đề phòng và hỗ trợ điều trị. Cà gai leo này, à, thảo dược như là diệp hạ châu này, ưng bất bạc này, lá gan này. Ôi thì phải sắc nước uống à? Ôi dồi ôi, sao cái cô này, ôi, thời đại 4.0 rồi. Nhá, cái sản phẩm này nhá, chiết xuất từ thảo dược này, mà lại còn theo công nghệ siêu vi nano cơ. Siêu vi nano á? Chứ còn sao nữa? Này, tiện lợi nhưng mà hiệu quả vô cùng luôn. Chiều nay, chị chở em đến thẳng viện y học cổ truyền. Ừ. Tư vấn bác sĩ em hỏi xem là bệnh gan của chồng em như nào, đúng không? Ừ. Xong sau đó thì làm bữa tươi. Cái gì đâu mà chất trí. Chất trí nhỉ. Theo dõi tình huống của chương trình vừa rồi thì chúng ta thấy nhân vật có nhắc đến một thành phần thảo dược, đó là cà gai leo. Vậy thì thưa bác sĩ, có thể cho biết là cái tính ưu việt của loại thảo dược này là gì? Và chúng ta có nên kết hợp thành phần cà gai leo với các loại thảo dược khác để có thể đạt hiệu quả tốt nhất không ạ? Trong cà gai leo nó có cái thành phần glucoalkaloid ức chế sự phát triển nhân lên của virus, trong đó virus viêm gan B, C, làm chậm quá trình sơ gan. Cái này đã được công trình nghiên cứu rất kỹ của Học viện Quân y 103 và đã đưa cà gai leo từ hoang dại, đã được trồng sạch và thu hái theo tiêu chuẩn của WHO và sau đó chiết xuất được cái glucoalkaloid. Ngoài ra thì cà gai leo trong y học cổ truyền thì chủ yếu là thanh nhiệt giải độc và bổ gan. Cà gai leo là hiện nay đang được các nhà khoa học chiết xuất và sản xuất thành viên, uống rất tiện, đỡ phải dùng một cái lượng thảo dược lớn, mà chúng ta nấu nước uống thô thì nó chỉ được một phần nào vào gan thôi. Nhưng nếu chiết xuất được hoạt chất glucoalkaloid thì nó sẽ làm cho cái hoạt chất đó vào nhanh được, đi đến được các tế bào gan và phục hồi tế bào gan tốt hơn và ức chế được sự nhân lên của virus tốt hơn. Cà gai leo hoàn toàn có thể kết hợp với các cái thảo dược khác, hay kết hợp nhất là cái diệp hạ châu điều trị cũng như hỗ trợ trong các bệnh viêm gan. Thế ngoài ra nhân trần, atiso hoặc là cucumin, nghệ, rồi một loạt các cái thảo dược khác của y học cổ truyền có thể phối hợp thành một bài thuốc hỗ trợ cho điều trị viêm gan tương đối tốt. Trong quá trình chữa bệnh thì tôi cũng sử dụng cây cà gai leo khô để pha thuốc uống hàng ngày. Nhưng sau 2 tháng sử dụng thì tôi vẫn không cảm thấy cải thiện rõ rệt. Bác sĩ có thể chỉ cho tôi cách để sử dụng các loại thảo dược trên một cách hiệu quả hơn không? Dùng thảo dược thô thôi, thu hái về chúng ta nấu nước uống thì nó chỉ được một phần nào thôi. Cho nên là tại sao anh uống mãi mà chả thấy hiệu quả. Cho nên tôi khuyên anh là nên dùng các cái sản phẩm, các cái chế phẩm mà y học cổ truyền mà được sử dụng các công nghệ hiện đại chiết xuất ra, như là công nghệ nano, thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Qua chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta có thể biết đến là cái công nghệ siêu vi nano của Nhật Bản quả thật là có những ưu điểm tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm về những ưu điểm của công nghệ nano này trong việc bào chế những thảo dược quý để hỗ trợ điều trị viêm gan như nào không ạ? Công nghệ nano là công nghệ chiết xuất các hoạt chất của các thảo dược ra, đồng thời nó làm chặt nhỏ các phân tử thì nó mới thấm sâu vào trong tế bào một cách tốt nhất và đi đến cái mục tiêu phục hồi tế bào gan cũng như là ức chế cái sự nhân lên của virus và hỗ trợ các cái bệnh điều trị viêm gan tốt nhất. Cái công nghệ nano là của cách mạng 4.0, nhất là chúng ta dùng công nghệ nano của Nhật Bản. Trong cà gai leo đã chiết xuất được cái glucoalkaloid
ở dạng nano thì hiệu quả nó cao hơn rất nhiều lần, rất nhiều lần là anh uống thô như vậy. À, vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều những cái loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe được điều chế từ những cái thảo dược thiên nhiên. Vậy thì bác sĩ có thể tư vấn cho bạn Bảo Sơn cũng như nhiều quý vị khán giả được biết là chúng ta nên lựa chọn những loại sản phẩm nào để có thể có hiệu quả tốt nhất trong việc bảo vệ sức khỏe của mình ạ? Tất cả những dạng viên nén, viên hoàn cứng, hoàn mềm, rồi viên nang á, thì đều chậm hơn qua dạ dày do tác dụng của các cái men trong dạ dày và ruột. Nhiều khi là còn phá hủy bớt cái hoạt chất trong cái viên, các viên đó, và hấp thu chậm và hấp thu không được nhiều bằng cái dạng viên sủi. Viên sủi nano thì nó có ưu việt là nó siêu nhỏ, siêu vi. Đấy, cho nên nó thấm vào trong tế bào một cách nhiều nhất. Đấy, và hai nữa nó nhanh nhất, gấp nhiều lần là cái viên thông thường. Cho nên cái viên sủi công nghệ nano của Nhật Bản ấy, nó có tác dụng ưu việt là hấp thu nhanh, hòa tan nhanh và hấp thu hoạt chất tương đối triệt để, và lại tác dụng đạt được cái hiệu quả đi đến đích nhanh. Dạ thưa bác sĩ, tôi có một người bạn giới thiệu đến tôi với sản phẩm viên sủi Glycofat cũng được áp dụng công nghệ này với các loại thảo dược thiên nhiên trên. Thưa bác sĩ, tôi có nên sử dụng sản phẩm này không? Vâng, vậy thì bác sĩ có thể phân tích thêm những cái ưu điểm của cái sản phẩm Glycofat này như thế nào không ạ? Viên sủi mà sử dụng công nghệ nano của Nhật ấy, cái ưu điểm của viên sủi là nó hấp thu rất nhanh và triệt để, đạt được cái hiệu quả nhanh chóng, cũng được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép để hỗ trợ cho những người bị bệnh gan. Vậy thì thưa bác sĩ, bên cạnh cái việc mà sử dụng cái sản phẩm hỗ trợ thì những người bệnh viêm gan ấy, cần lưu ý những điều gì để có thể điều trị hiệu quả bệnh của mình ạ? Đối với các cái bệnh về gan ấy, thì thường nhất là cái viêm gan mãn tính thì nó thường diễn ra một cách tương đối lâu dài. Nếu mà chúng ta không kiên trì điều trị thì dễ bị tái phát lại lắm, và nó dễ tiến đến xơ gan và ung thư gan như chúng ta đã biết ở trên. Thế thì chúng tôi khuyên là có kế hoạch phòng chống các cái tác nhân gây bệnh viêm gan. Ngoài ra thì chúng ta tránh các cái bia rượu, hạn chế thịt mỡ. Thế ngoài ra chúng ta phải có cái kế hoạch tập luyện thể dục thể thao. Thế thì chúng tôi khuyên mọi người là nên có chế độ, một là ăn uống này, tập luyện này, sinh hoạt hợp lý để làm sao mà phòng tránh tốt nhất cho các bệnh về gan. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những cái chia sẻ quý giá cho khán giả của chương trình. Chúc cho em Sơn cũng sẽ sớm điều trị hiệu quả bệnh của mình, bởi vì cũng may là bệnh của em thì cũng ở cái giai đoạn sớm thôi. Chúc quý vị các bạn hôm nay có thêm những thông tin hữu ích để chúng ta có được những cái biện pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của mình và của người thân, của gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin được cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bệnh viêm gan đã khiến chất lượng cuộc sống của anh Sơn thay đổi một cách tiêu cực. Mặc dù đã điều trị kết hợp Tây y và Đông y nhưng tình trạng bệnh không được cải thiện rõ rệt, và chỉ đến khi anh được giới thiệu sử dụng sản phẩm chiết xuất từ cà gai leo với công nghệ siêu vi nano thì bệnh tình của anh mới ổn định và thuyên giảm. Sau một tháng sử dụng sản phẩm được chiết xuất từ cây cà gai leo với công nghệ siêu vi nano Nhật Bản, tôi thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, ăn uống ngon miệng hơn. Và điểm dễ dàng nhận thấy nhất là da dẻ hồng hào, không còn bị sạm nữa. Sau 6 tháng sử dụng sản phẩm, tôi đi kiểm tra lại, các chỉ số về gan của tôi đã có những thay đổi tích cực. Với chế phẩm được bào chế bởi công nghệ siêu vi nano, không chỉ mang lại hiệu quả điều trị nhanh mà còn giúp người bệnh như anh Sơn tiết kiệm được thời gian và rất tiện ích. Nhờ đó cuộc sống của anh không còn phải đối mặt với những cơn đau hay sự mệt mỏi mỗi ngày, mà thay vào đó là sức khỏe và những thành công trong công việc.